Thưa quý vị, thực hiện chương trình chuyển đổi số đô thị thông minh, từ giữa tháng 3 năm 2022, thành phố Vũng Tàu đã triển khai thí điểm mô hình phòng họp không giấy. Xác định tầm quan trọng của chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, thời gian qua thành phố Vũng Tàu đã nỗ lực triển khai đồng bộ trên cả 3 lĩnh vực trọng tâm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong nhiều phần việc nhiệm vụ đó, có việc triển khai thí điểm mô hình phòng họp không giấy. Theo đó, từ giữa tháng 3 này, cán bộ lãnh đạo, đại biểu Hội đồng Nhân dân, các chuyên viên của thành phố đến các xã phường trên địa bàn thành phố dần chuyển sang sử dụng các thiết bị máy tính bảng, điện thoại thông minh, máy tính xách tay để nghiên cứu tài liệu điện tử, thay vì phải in gấp phát tài liệu giấy tốn kém, mất nhiều thời gian như trước. Điều này khẳng định bước đi đúng đắn của thành phố trước bối cảnh của cách mạng công nghệ 4.0 đang phát triển mạnh mẽ.